Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TAD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là một chiếc laptop siêu bền của thương hiệu Dell đến từ nước Mỹ các bạn ạ. Đó là chiếc Dell Latitude 5420, chiếc máy thuộc dòng phân khúc cao cấp Series 5. Con này nó chỉ thấp hơn Series 7 một chút thôi. Và hiện nay những chiếc máy này tại thị trường Việt Nam sẽ bán ở phân khúc là được bảo hành 3 năm các bạn ạ. 3 năm và chủ yếu dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các bạn dùng kế toán marketing, học công nghệ thông tin. Bởi vì chiếc máy này thực tế được trang bị cấu hình i5 RAM 8GB SSD 256GB, có giá bán lên tận là gần 30 triệu tại thị trường Việt Nam thì cũng không hề rẻ một chút nào. Thì tại vì sao những dòng sản phẩm Dell Latitude nó lại đắt đỏ như vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua video này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Hiện nay tại thị trường Việt Nam thì sẽ có cả hàng sách tay cũng như hàng tại thị trường Việt Nam. Hàng sách tay về là chủ yếu sẽ được bảo hành với chính sách là 1 năm, thì nó sẽ có giá rẻ hơn khoảng 3 triệu tại thị trường. Sạc công suất của nó là 65W các bạn nhé, đã nâng cấp lên sạc Type-C. Đây các bạn này, đây là cái màu mới của dòng Dell Latitude. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc máy này nhé. Vâng, thưa các bạn, với chiếc Dell Latitude 5420, vỏ máy được cấu tạo bằng sợi carbon đấy và magie, cấu tạo nên chiếc máy cực kỳ chắc chắn, sang trọng. Bên trên có phủ một lớp cao su đặc biệt, chống bám vân tay rất tốt, logo Dell ở đây. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,54 kg, có nghĩa là chưa đến 1,6 cân các bạn ạ. Máy đạt được tiêu chuẩn độ bền quân đội STD 80G. Bản lề đằng sau như này này, thiết kế ngôn ngữ hoàn toàn hiện đại, ngôn ngữ kiểu phẳng như này. Cái này là khe chờ, cái khe cắm sim các bạn nhé. Hốc tản nhiệt được đưa đằng sau như này. Mình rất thích những chiếc máy có hốc tản nhiệt đằng sau như này, cực kỳ tiện luôn. Cảm giác cầm vào thì rất chắc. Mà trọng lượng thì một cân gần chưa đến 1,6 cân, nên cầm một tay thoải mái các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, nhìn ở đây thì các bạn thấy là chiếc máy không quá dày, cũng chẳng quá mỏng các bạn ạ, vẫn được tích hợp cổng LAN. Thực ra với những chiếc máy đời mới bây giờ thì cổng LAN hoàn toàn lược bỏ, nhưng đối với các bạn dùng trong mạng nội bộ mà các môi trường doanh nghiệp thì dùng cổng LAN vẫn rất là nhiều, nó sẽ cực kỳ tiện cho các bạn. Cổng HDMI và hai cổng USB, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5, còn đây là cổng đầu thẻ nha các bạn nhé, mini SD. Đằng trước thì các bạn thấy là thiết kế hơi thoải của cái G ở đây này, để các bạn mở máy này. Đây là đèn tín hiệu của máy đang sử dụng này, các bạn mở máy cứ thò tay vào đây nhé. Ở bên này thì các bạn thấy là cổng sạc Type-C và có được trang bị cổng Thunmod 4 các bạn nhé. Với Thunmod 4 thì băng thông ra bên ngoài lên đến 40 mg/giây luôn. Và bên đây thì lại trang bị cái hốc tản nhiệt như này. Nếu mà thổi ở mùa hè như này thì hơi khó chịu một chút, nếu mà các bạn sử dụng mùa hè bởi vì hơi nóng nó sẽ phả trực tiếp vào tay của mọi người. Đây, không khí sẽ được hút vào đây này các bạn này. Hút đây, thổi ra đây. Latitude 5420 này. Hai hốc loa. Chiếc máy thiết kế ngôn ngữ cực kỳ đơn giản, việc các bạn mở máy ra để nâng cấp, vệ sinh bảo dưỡng nó cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ mở hết những cái ốc này là chúng ta sẽ thấy nội tạng bên trong luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng và xem khả năng nâng cấp của máy ra sao nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra không quá khó các bạn ạ. Dung lượng pin bên trong thì lên đến 63Wh, duy trì chúng ta dùng khoảng 8 đến 10 tiếng chế độ người dùng văn phòng. Bên trong máy được hai khe cắm RAM như này, có thể mở rộng nâng cấp tối đa 64GB RAM cho một chiếc máy như này luôn các bạn ạ. Máy có hai ống đồng dẫn nhiệt này, CPU ở giữa này, quạt tản nhiệt đây các bạn ơi. Thì tính ra là cái khe đằng sau này thì nó hút không khí vào quạt. Cái quạt đây thì các bạn sẽ thấy nó hút và nó đẩy sang bên tay trái chúng ta. Mình đã nói rồi, mùa hè thì nóng hơi khó chịu một chút các bạn ạ. Hai cái loa trường nữa các bạn này, ở dưới quả pin nữa các bạn nhé. Đây là con wifi màu xanh này, còn đây là khe chờ để cắm wam các bạn ạ. Có nghĩa là các bạn cắm wam vào thì mới dùng được mạng 4G hoặc 5G tại thị trường Việt Nam. Nhưng lưu ý thì mình thấy cái khe sim kia nó lấp đi, thì đồng nghĩa việc là chiếc máy này sẽ không thể cắm wam vào được. Các bạn có thể nâng cấp thêm một khe cắm ổ cứng vào đây nhé. Các bạn cắm ổ cứng vào đây là các bạn sẽ dùng được bình thường. Thì máy nó sẽ chạy được hai ổ cứng các bạn ạ. Còn phần bên cạnh của pin này là các bạn sẽ thấy là khe cắm ổ cứng PCIe tốc độ cao này. Bên cạnh của pin này nha các bạn nhé. Vị trí chiếc máy này nếu mà muốn nâng cấp tối đa ổ cứng là lên đến 4TB. RAM là 64GB các bạn ạ. CPU và GPU thì các bạn thấy là GPU thì không có, nghĩa là nó chỉ trang bị là Vega on thôi mà không có Vega rời. CPU được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ mà chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp nhé. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy là cái chuẩn cắm cái WAM để dùng LTE tại thị trường Việt Nam ấy, cũng như thị trường thế giới thì chúng ta cắm vào sẽ dùng được mạng 4G hoặc 5G tại thị trường Việt Nam.
Nhưng lưu ý thì cái khe này thì lại không hỗ trợ nâng cấp ổ cứng M2 các bạn ạ. Con này thì hơi đáng tiếc một chút, thì thành ra chiếc máy này bên trong nó chỉ có một khe cắm ổ cứng thôi. Thì nâng cấp tối đa chiếc máy này là 2 TB để quý vị các bạn có thể sử dụng nhá. Vâng, thưa các bạn, thì đây là mặt trước của chiếc Dell Latitude đây ạ, 5420. Các bạn thấy là barrier viền màn hình khá là mỏng và nó tụt như này, có chữ Dell ở đây. Bên trên được tích hợp camera, cái phần viền này mình cảm thấy hơi dày này. Nếu mà so với dòng Dell XPS thì XPS nó sẽ có viền màn hình mỏng hơn rất là nhiều. Camera sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, họp trực tuyến và học online cực kỳ tốt, tích hợp mic để thu tiếng cho mọi người. Và có nút bảo mật doanh nghiệp này, các bạn có thể gạt đây để che camera đi. Đó. Ở đây cổng sàn thì các bạn sẽ cắm được cả hai cổng này. Đó, mình cắm thử nhá. Này. Các bạn cắm cổng hai cổng này nó đều sạc được. Mình khuyến cáo thì lên cắm cái cổng trên như này. Và hai cổng này đều giao tiếp của nó là Thunderbolt 4. Các bạn có thể cắm EGPU, có nghĩa là cắm màn hình rời từ bên ngoài để tăng tốc độ xử lý cho chiếc máy này nhá. Và với phiên bản hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam thì hơi đáng buồn một chút các bạn ạ. Nó không được trang bị bảo mật vân tay và thiếu đi lép phím. Này buồn thật đấy, đúng là mấy ông Việt Nam là chuyên bớt option. Nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có chính sách bảo hành lên đến 3 năm Dell chính hãng tại thị trường Việt Nam. Đó. Còn nếu mà các bạn mua bản xuất Mỹ nhưng mà mình đang bán, mình có cả bản Mỹ nhá, thì có lép phím và có vân tay ở đây. Đấy. Nhưng mà bản Mỹ thì mình xách về thì nói luôn các bạn là bảo hành là 1 năm thôi. Vậy mình mua tại Mỹ mà, bảo hành 1 năm. Chuột này các bạn này. Bên trên này nó cũng phủ một cái lớp đặc biệt chống bấm vân tay rất tốt. Hành trình bàn phím của dòng Latitude này thì phải nói các bạn là dùng rất sướng luôn. Đối với các bạn là một khối văn phòng bấm phím này sướng lắm. Chuột thì các bạn bấm trái phải bình thường nhá. Đây. Mặc dù nó không có phím bấm thì các bạn bấm trái phải bình thường, mà cái con chuột này ấy, nó sẽ hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm cho mọi người. Ở đây thì mình đang test cả ổ cứng này. Tốc độ ổ cứng khoảng xấp xỉ là 3,5 GB, mà tốc độ ghi của nó xấp xỉ khoảng 2,4 GB. Xem cái loa của con này này. Loa trường thường to lắm các bạn ạ, mấy dòng loa tiêu giờ loa rất là to. Độ sáng của màn hình thì nó đạt khoảng xấp xỉ là 317 nits các bạn nhé. Tỷ lệ bao phủ màu của màn hình thì nó chỉ ở mức bình thường thôi các bạn ạ, 54% RGB, 37% Adobe RGB. Màn hình thì không được đánh giá quá cao trên dòng Latitude này. Loa rất là to. Đây các bạn thấy là với màn hình IPS thì cái góc nhìn bao giờ nó cũng rất rộng và màn hình rất là tươi. Còn với độ sáng hơn 300 nits như này thì các bạn sử dụng trong môi trường văn phòng dùng thoải mái luôn. Có chống lóa thì nó sẽ không hại mắt của các bạn nhé. Loa rất là to. Con này mà xem phim nghe nhạc giải trí thì rất là tốt. Còn cái chất lượng của màn hình với tỷ lệ bao phủ màu thì với dòng CD5 thì chưa bao giờ được đánh giá cao các bạn ạ. Đây, để chính xác là chúng ta vào đây nhé. Đây các bạn thấy này, ui trời ơi. Cái màn hình của nó chỉ có 51% RGB và 33% Adobe RGB thôi. Màn hình được sản xuất năm 2020. Mình nói luôn các bạn thì cái màn hình này rất cùi. Để mà dùng thiết kế design thì xin lỗi các bạn, thì cái chất lượng màn hình như này không được đánh giá cao các bạn nhé. Chủ yếu là các bạn sử dụng trong môi trường văn phòng, cần một chiếc máy độ bền cao thì dùng chiếc máy là hợp lý. Lập trình làm chiếc cũng là ok nhé. Còn với các phiên bản mà mình mang về tại thị trường Mỹ về thì tỷ lệ bao phủ màu của nó sẽ cao hơn so với phiên bản nội địa đấy mang về tại thị trường Việt Nam. Mình kiểm tra thông số kỹ thuật bên trong này. Hiện nay chiếc máy này bán tại thị trường Việt Nam với phân khúc khoảng 25 triệu các bạn ạ. Còn với hàng Mỹ mình mang về thì mình đang bán cho các bạn ở mức giá là 22.500.000. Cùng cấu hình như này. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.1, sẽ hỗ trợ các bạn kết nối không dây các thiết bị ngoại vi nhé. Camera của những dòng laptop thì nó sẽ dừng lại ở phân giải là 720p thôi. Ổ cứng trang bị trong máy là Sky Helix của Hàn Quốc nhé, 512 GB. Đấy, Vega được nâng cấp này, Iris Xe Grandfix này, CPU i5 thế hệ thứ 11 đây. Wi-Fi xem nào. Wi-Fi cũng đã được nâng cấp lên AX201, nó còn gọi là Wi-Fi 6 các bạn nhé. Băng tầng lên đến 160Hz. Wi-Fi 6 thì băng tầng rộng hơn so với Wi-Fi 5, kết nối nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng các bạn lưu ý thì cái Wi-Fi của các bạn phải phát được chuẩn Wi-Fi 6 thì mới bắt chiếc máy này, thì nó mới tối ưu hết hiệu năng của băng tầng của Wi-Fi nhé.
tốc độ của Wi-Fi. Vâng, thưa các bạn, thì với Mi 5 này thì CPU có 4 lõi 8 luồng các bạn ạ. Các bạn thấy là điểm số của một em chip U, à quên xin lỗi các bạn là chip G, tiết kiệm điện bây giờ thì nó cũng lên đến gần 1000. Xung bởi vì xung của nó cao hơn, đó, nó hỗ trợ mạnh hơn. Còn với Iris Xe thì được nâng cấp rất quý giá, mặc dù là CPU on. Với Iris Xe được nâng cấp lên dòng CPU thế hệ thứ 11 thì rất quý giá, mình đã nói với các bạn rất là nhiều rồi. Nó tương tự như một Vega rời như NVIDIA GeForce mới X350 chẳng hạn, hỗ trợ đồ họa tốt hơn. Nhưng thưa các bạn thì nói luôn, đây là dòng máy mà chủ yếu dành cho doanh nghiệp tầm trung, doanh nghiệp phổ thông thôi. Nó không phải là một chiếc máy chuyên dụng để chơi game hay làm đồ họa các bạn nhé. Đồ họa thứ các bạn làm 2D mọi thứ thì nó ngon lành, nhưng 3D thì sẽ yếu hơn một chút. Và gì thì chiếc máy này không được trang bị Vega rời, nên chính vì thế nên làm đồ họa chuyên nghiệp thì sẽ không đảm bảo được. Theo Intel giới thiệu thì với Iris Xe Graphics thì nó mạnh hơn 2,7 lần so với UHD Graphics thế hệ cũ trên dòng CPU thế hệ thứ 10 của Intel. Đấy, các bạn thấy là đồ họa 4D ở đây thì mình chạy thì nó mượt hơn, nhưng vẫn có cảm giác là bị giật. A few moments later. Đây các bạn thấy là điểm số nó kéo lên 65,12 FPS. Đấy, các bạn có thể thấy là mình test qua phần mềm Fullmax, cái test mà lẽ giờ 30 phút rồi các bạn ạ. FPS bây giờ nó đẩy lên khoảng 24, trong khi đó thế hệ cũ thì nó khoảng 12 thôi. Đấy, gấp đôi, hơn gấp đôi một tí. Và nhiệt độ ổn định ở mức khoảng 70 độ C, hơn 70 độ C một chút hoạt động. Đây 3D đây. Thực ra tản nhiệt như này so với dòng CPU của AMD thì chưa thực sự được mát. Nhưng với dòng xung cao của Intel thì nay là chấp nhận được. Các bạn có thể thoải mái làm đồ họa 3D ở mức gọi là cơ bản, còn 2D thì ngon lành. Vâng, thưa các bạn thì cũng giống như mọi ngày thì mình test thử tựa game Tomb Raider. Thực ra cái tựa game này thì luôn yêu cầu máy có Vega rời mới chơi được. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mức FPS không thực sự quá ấn tượng, nó chỉ tầm khoảng từ 30 đến 40 thôi. Nhưng vẫn đủ các bạn trải nghiệm tựa game này mà không quá giật. Được cái là game này game offline, hình ảnh đồ họa đẹp nên mình rất là thích chơi. Nhiệt độ chơi game thì lại rất là mát, nó chỉ khoảng hơn 60 độ C thôi. Với một chiếc máy được nâng cấp lên Iris Xe và được nâng với xung cao như này thì hỗ trợ những cái tựa game tầm trung như này, các bạn hoàn toàn có thể chơi được. Những tựa game phổ thông tại thị trường ví dụ như là Dota này, CSGO này, đấy, đột kích chẳng hạn là có thể chơi chiếc máy này ngon lành. Liên minh huyền thoại nữa, FPS luôn ở mức cao các bạn nhá. Tản nhiệt như này thì anh em cứ thoải mái chơi. Còn loa con này thì nó rất là to rồi. Đây là mình đang giảm loa xuống chỉ có 60% rồi đấy. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm xong với chiếc Dell Latitude 5420, đơn giản tôi đánh giá như này: các bạn cần một chiếc máy độ bền cao, bàn phím tốt và chất lượng màn hình ở mức vừa đủ, khả năng nâng cấp RAM cũng như ổ cứng thì chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng tốt các tiêu chí. Các bạn có thể học công nghệ thông tin, làm đồ họa tầm trung và chơi những tựa game cơ bản lập trình thì chiếc máy cực kỳ ok ngon lành. Đặc biệt là các bạn làm trong khối doanh nghiệp kế toán marketing thì đây là một chiếc máy rất tốt. Còn chế độ bảo hành 3 năm thì các bạn quá là yên tâm rồi với tiêu chuẩn độ bền quân đội STD80G. Còn với phiên bản tại thị trường Việt Nam thì nhược điểm là không có lép phím, không có bảo mật vân tay thì mình đã nói rồi. Phiên bản Mỹ mình bán ra thì có lép phím, có bảo mật vân tay, giá lại rẻ hơn nhưng chế độ bảo hành là 1 năm, để các bạn có thể cân đo đồng đếm làm sao cho phù hợp nhé. Còn kết nối không dây thì các bạn thấy là với Bluetooth 5.1 và Wi-Fi 6 thì quá ổn, các bạn có thể kết nối không dây. Các cổng kết nối bên ngoài đầy đủ, đấy, NAND có và thậm chí là hai cổng Thunderbolt 4 rất mạnh mẽ luôn. Đây là ưu điểm của những chiếc máy này. Đấy, nhược điểm thì mình đã nói rồi. Còn phân khúc giá thì hiện nay tại thị trường Việt Nam thì đang bán ở phân khúc khoảng 25 triệu chiếc máy này. Nói chung không rẻ tí nào các bạn ạ. Đắt đấy. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Dell Latitude 5420 của mình xin lấy lại khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TDD bằng cách là đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.